những câu chuyện truyền cảm hứng, phần thi của những cô gái đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, sẵn sàng tham gia các dự án cộng đồng. Tiếp nối hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp, nhóm thí sinh gồm Võ Quỳnh Thư, số báo danh 444, Trần Hồng Ngọc, số báo danh 120, Bùi Khánh Linh, số báo danh 388, Nguyễn Thảo Vi, số báo danh 080, là những người xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo và bước tiếp vào vòng ghi hình dự án những câu chuyện truyền cảm hứng. Với chủ đề Ngày Hạnh Phúc, hãy cùng chờ xem các cô gái sẽ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sắp tới chúng ta sẽ có một cái dự án truyền cảm hứng. Thì bây giờ mọi người có ý tưởng gì mình để mình triển khai cái dự án này không? Thì thường đi ngoài đường á thì sẽ thấy các cô, các mẹ sẽ bán hàng rất là nhiều từ sáng sớm cho đến tối luôn. Mấy cô chỉ lo cho bộn bề cuộc sống thôi nhưng mà không có thời gian để chăm chút cho bản thân của mình á. Em muốn dành cho các cô một ngày để mình có thể được trở lại làm một người phụ nữ thật xinh đẹp như mong muốn của mình á. Em nghĩ đó ok. Mặc dù là không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng mình cũng có thể tạo ra một cái gì đó nó ý nghĩa. Thì mình nên cho họ một ngày để nghỉ ngơi. Sau khi nhận được dự án thì nhóm mình cũng đã suy nghĩ và bàn khá là lâu để đưa ra cái ý tưởng cuối cùng và thực hiện cái dự án mang tên Ngày Hạnh Phúc. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cùng nhau thực hiện dự án Ngày Hạnh Phúc nha. Ok. Ngày Hạnh Phúc, yeah! Sau khi họp bàn xong thì Linh cùng các bạn đã chia thành hai nhóm và đi phát phần ăn sáng cho các cô bán hàng rong. Con chào cô. Cô chào con. Cô ăn sáng chưa? Cô chưa. Cô, thế thì con gửi cô bánh mì cô ăn sáng. Ừ, cô kia ngồi ăn sáng, bọn con tâm sự với cô một chút nhá. Ừ, rồi cô cảm ơn hai chị em. Mời cô. Không biết là cô là người ở đây hay là cô là người nơi khác đến? Cô ở Bắc con. Ngoài Bắc ạ? À? Con cũng là người ngoài Bắc này. À thế hả? Thì bây giờ cô ở đây là một mình hay là... Cô ở một mình thôi, em gái ở trong quận 1. Thế bình thường thì cô liên lạc với gia đình các con như thế nào? Các con thì điện thoại thì đó gọi thường xuyên. Nhưng mà con nghĩ là khi mà mình ở một mình ấy, thì... Tủi thân. Con là tủi thân lắm. Nhưng mà con lại thấy cô rất là nhiều năng lượng nhá. Rất là yêu đời luôn. Tủi thân lắm, tủi thân lắm. Tụi con là thí sinh ở bên Miss Grand Việt Nam 2023. Thì hôm nay tụi con có một cái dự án đó là truyền cảm hứng. Tụi con muốn dành thời gian cho các cô một ngày để nghỉ ngơi, để chăm sóc, để làm đẹp lại. Mình sẽ có những tấm hình và tối chúng mình sẽ đi ăn tối cùng với nhau. Cô cảm ơn. Dạ. Cô cảm ơn mọi người, cảm ơn bọn con đã quan tâm đến bọn cô. Dạ. Cô rất là cảm động luôn. Dạ. Nói thật, cô rất là cảm động. Không biết nói gì hơn. Khi được bọn con quan tâm là cô thực sự là cô xúc động. Không biết nói gì hơn, cô rất là xúc động, cô không nói được. Cả một cuộc đời cô vất vả khi mà được nhận một ngày được chăm sóc bản thân mình thì cô thật sự rất là vui và cô đã cảm ơn rất là nhiều. Và đây cũng là điều mà đã khiến cho Linh cùng chị Quỳnh Thư thật sự cảm thấy được là mình đã làm được một điều ý nghĩa. Dạ, không sao ạ, hôm nay thì hôm nay mình chỉ có niềm vui thôi nha cô nha. Hôm nay mình rồi, sẽ cô rất là cảm ơn, cô rất là cảm ơn. Thì bọn con cũng xin phép cô là đến tí nữa thì con mời cô là mình sẽ được bọn con gội đầu dưỡng xinh này. Để rồi trang điểm xinh đẹp này, rồi mặc đồ xinh thì mình sẽ bắt đầu một ngày hạnh phúc cô nhá. Rồi, cô cảm ơn. Và cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người. Đi với tụi con nha. Rồi, đi với tụi con, cảm ơn bọn con.
mình với lại bạn Vi đã cùng nhau đi khắp cái con đường để tìm kiếm những mảnh đời khó khăn và phát những chiếc bánh mì cho những cái hoàn cảnh đó. Chào cô. Chào con. Con cô ăn sáng gì chưa cô? Cô chưa ăn đây. À, hôm nay tụi con có bánh mì á. Rồi, con có ăn bánh mì không cô? Cô ăn bánh mì để đỡ đói nha. Dạ. Cô cảm ơn nha. Dạ. Cô ơi, mình bán từ mấy giờ tới giờ vậy cô? Cô bán là 4 người là cô đi bán rồi. Ồ. Vậy cô có làm cho con một phần được không? Con cũng muốn ăn thử. Dạ. Cô là mình quê ở đâu cô ha? Cô ở Huế. À, ở Huế. Mình vô đây một mình hả cô? Cô vô đây mình với mấy con cô ở quê á. À. Mà mình vô đây á thì xa gia đình á thì chắc cũng nhớ nhà đúng không cô? Lúc đầu là cô đi xa cô nhớ lắm, buồn lắm. Nhưng giờ nó quen rồi. Còn mỗi lần đi là con cô nó khóc rồi lắm. Không. Nhưng mà mình bán như vậy thì mình có ngày nào để mình nghỉ ngơi không cô? Cô muốn nghỉ nó đâu có nghỉ được. Dạ. Không có tiền già, tiền ăn mình thì đi bán thôi. Tụi con là đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Thì bên con đang có một cái dự án nhân ái, đó là cho các cô một ngày thoải mái, không có phải lo nghĩ về chuyện tiền nông bán buôn á. Thì hôm nay tụi con có thể mời cô để tham gia chung với tụi con được không? À, cô tham gia luôn. Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều. Tụi con sẽ giúp cho cô có một ngày hạnh phúc nè, được nghỉ ngơi, được thư giãn và được làm đẹp nha cô. Dạ, dạ rồi. Tụi con cảm ơn cô. Vô cho thử trong em nè. Hay là mình vô trong đây thử coi còn ai nữa không em? Em có khát nước không? Chị khát nước á. Đi sáng giờ khát nước. Đúng rồi, mình vô thử mua nước, nước đi. Dạ, con chào dạ, cô. À, chào cô. À, cô ơi, sáng cho con cho... một ly chả tắc. Cắt tắc. Dạ. Có nước rồi. Dạ, dạ nhớ không cô. Cô ngồi đây dạ. Cô. Sẵn sàng nói chuyện với cô. Dạ, cô bán ở đây lâu chưa cô? Cô bán. Dạ, cảm ơn cô. 10 năm. 10 năm, dạ. Làm nhà mình ở đây luôn hả cô? Nhà mình. À, thì cũng tiện cô. Dạ. Mà con dạ. Nghe giọng cô hình như nó hơi... Nhưng mà cô bệnh lâu rồi. À, lâu rồi. Cô cứ uống thuốc duy trì vậy đó. Dạ. Chứ ăn có mổn. Dạ. Mổn nhiều tiền rồi. Lắm. Thì có nghĩa là cái bệnh này có thể mổ nhưng mà do là nó nhiều tiền. Tiền. Dạ. À, tuy là tụi con á không có nhiều về kinh tế nhưng mà tụi con sẽ dùng cái những cái dự án của tụi con để có thể cho nhiều mạnh thường quân biết đến cô hơn, để có thể một phần nào đó giúp đỡ cho được những hoàn cảnh giống như cô. Cô nghĩ ha, bây giờ mà cô muốn bán được thì cái cuộc sống nó qua ngày, còn không có là nó ổn mà. Dạ, con giống, hiểu nha. Dạ. Giờ tới mạnh thượng quân thì tiền lắm. Dạ. Mạnh thượng quân anh ta giúp những cái hoàn cảnh mà khó nữa. Khi mà mình ngỏ ý nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ cho cô Bảy thì cô Bảy nói là hãy giúp đỡ những người khó khăn hơn Bảy. Điều đó là mình rất là cảm động và ngưỡng mộ cái sự sẻ chia và cái tinh thần rất là mạnh mẽ của cô Bảy. Vậy cô có muốn mình được một ngày nghỉ ngơi không ạ? Dạ. Tụi con đang làm một cái chương trình nó gọi là dự án ngày hạnh phúc á. Hôm nay là cô cứ coi con như là con gái cô nè, hai đứa con gái út nè. Xong rồi mình sẽ tham gia cái dự án này, mình sẽ cùng nhau đi gội đầu và ăn uống như một gia đình. Thì cô cứ thoải mái nha cô. Dạ. Dạ, dạ rồi. Trong cái quá trình di chuyển thì mình và Bùi Khánh Linh tình cờ thấy được một cô đang đeo một cái bảng ở trên vai khá là nặng. Cô ơi. Cô chào cô. À cô. Dạ, cô ơi, cô cho con mua đồ mua không? Ít đồ đúng không ạ? Chị thích cái này. Ok, hay là cái này cũng được. Cho cô mua cái này nè. Cái này nhá. Cái này bao nhiêu tiền đó cô? Cái đó 25 ngàn. Rẻ quá. Rẻ quá cô ạ. Em mua thêm gì không? Em mua cái tóc. Ý. Ok. Ủa, okay. Thế con lấy cái này nữa cô. Ừ. Cái này 30 ngàn thôi. Vâng. Cô ơi, cho tụi con giữ tiền.
Cô có thấy khứng không? Dạ không, con khứng rồi. Con người cô. Dạ. Con sáng chưa? Cô chưa ăn không? Dạ. Thế con mời cô ăn bánh mì con nha. Cô có con cho cô xin nha. Cô ơi, con thấy ngoài kia có một cái công viên gần đây thôi. Thì cô giờ đấy cô ăn sáng rồi mà con nói chuyện với cô một chút nhá. Dạ. Dạ. Để con giúp cô. Ô, đừng có đeo đằng ấy mà nó đi vào người. Hãy đeo đằng đây. Ui. Cô biết đeo đằng đây. Dạ. Cô ơi, cho con gửi cái này nhá. Dưới đây. Dưới đây, vô đây, cô cầm cho. Dạ, cô. Để cho con cầm cái này giúp cô. Chị cầm cái nhá. Ok. Ok, để em. Quậy, gánh đổ dứa nhá, gánh đổ dứa không con, nó đổ nó nặng lắm. Ok. Để con đi cắt gỗ vào. Đi. Dạ. Rồi ôi, cô ơi, con thấy là con gánh có một lúc hộ cô thôi mà con thấy nó nặng, rất là nặng vai luôn ấy. Con vừa đi lào chảo. Lần đầu tiên được đeo cái bảng mà để hàng rong bằng gỗ, Linh cảm thấy rất là nặng. Mình cũng hình dung ra được cái sự vất vả cũng như là cái sự gánh vác cuộc sống cơm áo gạo tiền của cô. Tức là cô có thể khiêng cái này đi hàng ngày, đường tuyến đi của cô có dài không cô? Cứ đi chỗ này chỗ kia vậy chứ không phải là đi một chỗ. Dạ. Cô ở Sài Gòn đây thì cô có gia đình không ạ? Có hai mẹ con thôi. Vâng. Bây giờ là được một thằng con nhưng mà nó cũng bị tàn tật. Nó cũng có gia đình rồi, cũng được hai đứa cháu rồi. Nhưng mà về khó khăn lắm. Vâng. Thế con nghĩ là cái thời gian nó dòng dã nó dài như thế mà mình cứ phải bươn trải ngoài cuộc sống cơm áo gạo tiền như thế thì có lúc nào mà cô cảm thấy nó bị mệt, bị oải không cô? Mệt lắm nhưng vẫn cố phải đi để kiếm tiền ăn, trợ cấp thêm cho cháu cho nó học hành. Cô bao nhiêu tuổi? Năm nay cô 69. Nó 9 rồi. Cô như thế là cả một cuộc đời bươn trải luôn. Đúng là một người mẹ, giờ lại là một người bà nữa đúng không? Thì nó cũng gánh cả hai vai. Nên là các cháu thì là điện về cho nó chứ bà ơi, các cháu nhớ bà lắm. Mà mau về với các cháu. Bà đang phải đi kiếm tiền sữa cho các cháu. Ngày để kiếm tiền học các cháu là bùa. Còn các cháu không cần bà mua sữa đâu. Bà về với các cháu thôi. Mặc dù là cháu của bà mong muốn bà sẽ ở nhà để dưỡng sức, bà vẫn rất là kiên cường và vẫn tiếp tục công việc của mình. Mình cảm thấy rất là tâm đắc về cái suy nghĩ này và đó cũng như là một cái tấm gương dành cho Quỳnh Thơ để có thể học hỏi. Con nghĩ là những cái lời của trẻ con nó đơn thuần như thế nhưng lại khiến mình cảm thấy là cũng xót xa đúng không? Thật sự là bọn con cũng không đủ khả năng để có thể thay đổi hoàn cảnh hay là giúp đỡ quá là nhiều. Hôm nay bọn con mong muốn là có thể cho cô được làm một người phụ nữ thật sự, là mình được chăm sóc, mình được làm đẹp một chút. Thì không biết là cô có thể dành một ngày cho bọn con được không? Đi chơi với các cô thì cô đi được, làm ăn cả năm cả đời. Đúng ạ. Rồi cô cũng đi với các cô, đi chơi với các cô để biết đây biết đó. Rồi, thế thì hôm nay cô đi cùng bọn con, bây giờ thì cô đi cùng bọn con luôn nhá. Dạ. Chúng ta bắt đầu một ngày hạnh phúc. Sau đó thì tụi mình đã đi phát bánh mì cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác ở trên đường. Bây giờ ngoại sẵn sàng tham gia một ngày hạnh phúc cùng với tụi con nha. Dạ, cảm ơn các con. Dạ, cảm ơn. Thì không biết là cô có thể dành một ngày cho bọn con được không? Không sao hết con. Dạ. Con cảm ơn con. Thì bây giờ cô cháu mình đi bắt đầu luôn một ngày hạnh phúc cô nhé. Tụi con hồi nãy đi phát bánh mì đúng không Vi? Dạ. Nhưng mà tụi con đã phát hết rồi thì có gì sau buổi trò chuyện ngày hôm nay con sẽ có một phần quà nho nhỏ dành cho cô. Dạ. Thì bây giờ cô sẵn sàng để tham gia một ngày hạnh phúc cùng với tụi con chưa? Được. Dạ. Sẵn sàng cho cô, mình nói sẵn sàng nha. Một, sẵn hai, sẵn sàng. Hãy lúc trời. Khi mà được cô ôm vào lòng, mình cảm giác như là mình đang ôm mẹ của mình thật sự vậy. Mình cảm thấy rất là ấm áp, cái tình cảm nó rất là khó nói, như là tình cảm mẹ con với nhau.
Trong lúc mình đợi chị Ngọc đi mua thêm bánh mì để có thể phát thêm cho những cô chú khác thì mình đã bắt gặp một chị bán cà phê trên lề đường. Dạ em chào chị. Đây em thấy mình bán cà phê sữa, chị cho em một ly nha. Cà phê sữa? Dạ. Dạ chị bán ở đây từ mấy giờ chị? 6 giờ sáng chị bán, 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Và nhà mình gần đây không chị? Chị gần đây nè. Mình ở đây nha chị ha. Chị ở đây với ai? Dạ với lại chồng chị với con. Dạ chị ơi. Dạ chị ra đây chị ngồi tâm sự với em một xíu nha. Chị cho em hỏi là chị tên gì vậy? Chị tên Hoa. Chị tên Hoa, năm nay chị Hoa bao nhiêu tuổi rồi ta? Chị sinh năm 88, chắc năm nay 35. Chị có hai đứa con, một gái một trai. Bé trai là mình bao nhiêu tuổi rồi chị? Bước vào 12 dạ, tuổi. Dạ đúng rồi, 12 tuổi. Thì bé vẫn đi học bình thường hay sao chị? Lần vừa rồi vô lớp 1 học mới 3 ngày, vô bệnh viện nằm hết 27 ngày. Cái xong thấy nhà trường thấy vậy bảo lưu lại. Bé bị bệnh gì vậy? Bị tan máu bẩm sinh với lại suy tim cấp tính. Thêm một phần bị gan to lách to nữa. Em bé còn nhỏ mà cũng bệnh nhiều á thì mình có đủ chi phí để chị bận cho bé không chị? Làm sao mà đủ, một ngày một lần nó vô máu như vậy, tiền chi phí của nó là ít nhất cũng hết mấy triệu. Mà bán cái này thì một ngày giỏi lắm là chị kiếm được có hơn 100 ngàn. Buồn quá thì khóc một hồi, tại vì bệnh của nó là do chị di truyền mà. Chị là người gây ra tai họa nè. Con chị bị là do chị. Sau khi nghe chị Hoa nói câu đó thì mình cảm thấy như là trong lòng ngực của mình có cái gì đó nó thắt lại, bị hẫng tim đi một nhịp. Thà là bây giờ bao nhiêu cái gì dồn hết cho chị còn đỡ. Bây giờ nhìn nó nhỏ như hôm qua chị mới vô, nó lấy ven từ đây, từ đây, từ đây. Khắp người nó toàn là ven, máu nó chảy ra không cầm được. Hôm qua chị ôm nó chị khóc thôi chứ chị đâu biết sao đâu. Chị vô với nó mà chị toàn là nhìn nó. Chị và bé đều bị bệnh á, thì là cả chị và bé đều đi truyền máu định kỳ như vậy hay sao? Giờ chị bỏ rồi, mấy năm nay chị chưa có truyền lại. Tại sao mình lại quyết định là từ bỏ cái việc truyền máu, thay máu của mình chị? Thứ nhất là vì kinh tế, thứ hai nữa là do chị chịu đựng được. Khi nào mệt quá thì nó ngất xỉu hoặc là nó chóng mặt hay là gì đó thì khi nào tới cực hạn thì hãy đi truyền. Mình cảm thấy rất là khâm phục chị. Ai cũng muốn mình được sống, nhưng mà không phải ai cũng dễ dàng cho đi cái cơ hội để mình được sống giống như mẹ của mình. Và chị Hoa là một người mẹ rất rất là tuyệt vời. Hiện tại thì tụi em có cái dự án đó là Một Ngày Hạnh Phúc, để có thể giúp những cô, những dì buôn bán ngoài đường. Đó thì tụi em muốn mời chị tham gia cái dự án này chung với tụi em được không ạ? Được. Chị sẽ tham gia cùng với mọi người với em, coi như một ngày thư giãn sau mười mấy năm mệt mỏi. Dạ. Khi mà tiếp tục cái cuộc hành trình của mình để tạo ra một ngày hạnh phúc thì Linh và chị Quỳnh Thư đã gặp một cô đang nhặt ve chai. Và một điều mà Linh ấn tượng đó là bên cạnh cô thì có một cái xe mà trên đó lại có một anh mà cô bảo đó là con trai của cô. Xin chào cô. Dạ. Bọn con là thí sinh ở bên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Con thấy không biết là cô đây là con dạ, cô ạ. Con bị bệnh là đây là 36 năm rồi, lòng mẹ là bị nằm một chỗ là 36 năm. Là lúc nào dạ. Cô đi làm là cô cũng mang anh theo. Mang nó theo chứ giờ bỏ nó ở đâu? Nhà cô ở gần đây đúng không? Ở trong đây đã, trong hẻm rồi đã. Con muốn về nhà cô một chút, cô cháu mình chia sẻ nhiều hơn được không? Vô thì vô. Khó khăn như thế này mà một mình cô đẩy thì ngày nào cô cũng đẩy như này luôn đấy ạ. Cô ơi, thì bạn là bị từ lúc còn 36 tuần tuổi hay là bị từ bao giờ? Trong bụng mẹ ra luôn, không có nói được. Không nói được luôn ạ.
ăn không có nhai, uống nước không được chữ nước. Như thế thì cô sẽ phải lo hết. Coi như là em bé đến bây giờ vẫn là em bé đúng không cô? Ừ, cũng như là em bé thôi. Vừa nãy vào đây thì là nếu mà không có người giúp đỡ thì cô sẽ là người tự bê anh vào luôn đấy ạ. Kêu anh đó chứ không kêu cô bê ra bê vô được. Dạ. Nhưng mà ngày cô bị thần kinh tọa năm ngoái tới giờ nên là không có bê được, cái chân đã thì bước được, cái chân này không bước được. Cảm giác cả một hành trình dài như thế thì đã bao giờ cô cảm thấy là mình bị nản chưa? Không có nản, không có gì hết, coi bình thường thôi. Không lo gì ai lo. Thì mình phải lo. Dạ. Thì mình phải có trách nhiệm bổn phận lo, chứ giờ mình không lo thì bỏ ai lo cho mình. Linh cảm nhận được càng rõ hơn được là cái sức mạnh của tình mẫu tử. Mặc dù có nhiều khó khăn, thế nhưng mà cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Bây giờ thì con thấy cô cũng lớn tuổi rồi á, thì cô có ý định là mình nghỉ ngơi dưỡng sức để cho anh trai chăm anh không ạ? Không bao giờ nó chăm được, nó còn bệnh nữa, bị phổi này, bị tim này, bị khối u trong bao tử này, không bao giờ nó làm được. Vậy ví dụ như mà nếu chỉ còn một mình anh thì làm sao mà anh có thể tự lo cho mình được? Thì tới đâu nó hay tới đó, chừng đó là cô có thể gửi cho nó trong nhà mở, trong nhà làng SOS á, ở ngoài này nè. Con nghĩ là khi mà anh như vậy thì con cảm thấy cô cũng sẽ rất là xót. Thế nhưng mà một điều mà con cảm thấy là cô rất là nghị lực khi mà cô đã không gửi anh vào nhà. Nghĩa là SOS thì cô hoàn toàn có thể gửi anh ngay bây giờ đúng không? Thế nhưng mà anh cô vẫn giữ lại mà đúng là tình mẫu tử. Có bao giờ cô chia sẻ những cái nỗi buồn của cô với anh, mặc dù là anh có thể không trả lời? Có chứ, cũng có nói chứ. Nói là một ngày nào mẹ không còn ở thế gian thì nói là con làm sao, đứa nước mẹ có bê gì con đập đầu con tránh luôn. Nó đem đi, nó đập đầu xuống cái nền á. Cô với anh vẫn có một cái liên kết gì đó mà có thể hiểu nhau. Cảm thấy rất là xúc động, mặc dù anh mang trong mình căn bệnh như thế nhưng mà anh vẫn luôn có một cái kết nối gì với mẹ của mình. Con cũng cảm giác là anh thương cô rất là nhiều, bởi vì là mỗi lần con nói gì đến chuyện đi làm hay như thế nào anh đều có phản ứng. Con bảo là anh rất là thương cô. Anh rất thương mẹ đúng không? Đó, hiểu mà con. Anh có muốn giúp đỡ mẹ cho đỡ khổ không? Anh phản ứng rất là mạnh khi mà con thì anh thể hiện cái sự bất lực của mình. Cái bất lực là anh giữ ý này, hai cái tay nó cung á. Mình không thể làm gì được, chứ không phải anh không hiểu. Đó là cái sự bất lực của một người con khi mà bị mang trong mình cái sự khuyết tật. Linh cảm nhận được cho dù anh có là người khuyết tật, thế nhưng mà cái tình mẫu tử ở đây Linh cảm nhận rất là rõ trong cái ánh mắt của cô. Và cái vẻ bề ngoài của cô nó không phải là 80 tuổi mà nó là một cái niềm tin trong cuộc sống, mặc dù là gặp hoàn cảnh khó khăn. Và đó là một điều mà Linh cảm thấy vô cùng là trân quý. Mình sinh ra thì mình cũng không chọn được cái hoàn cảnh mà mình sinh ra. Và cô cũng hy vọng là những cái điều trong cuộc sống có thể có một phần nào đó giúp cho cô luôn vui vẻ, hạnh phúc. Thì tụi con cũng có muốn mời cô dành một ngày để chăm sóc bản thân mình. Cô không thể nào đi được phải nào nữa theo. Vì cô với anh, cô là cả thế giới của anh rồi, không thể nào mà cách xa được. Mặc dù tụi con rất là muốn dành một ngày cho cô để chăm sóc cô, nhưng mà con hiểu cái hoàn cảnh của mình. Thì đây cũng là cái món quà nhỏ nhỏ mà tụi con muốn gửi tặng cho cô, và mong cô với anh sẽ có nhiều cái niềm vui hơn trong cuộc sống và luôn luôn lạc quan và tích cực. Sợ cô cảm ơn con nhiều. Dạ. Tham gia những lễ hội đó là cô không thể đi được. Đi mà bỏ nó chừng 2 tiếng đồng hồ cũng không được nữa, chứ đừng chỉ là một buổi. Mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Sau khi mời các cô đến chương trình Ngày Hạnh Phúc thì tụi mình đã dẫn các cô tới salon để chăm sóc cho các cô. Ở đây luôn ạ.
Dạ, trước tiên thì cho phép con gửi lời chào đến các cô đã có mặt ở đây ngày hôm nay, cũng như là chào các bạn thí sinh. Và hôm nay con là Thiên Ân và con xin được phép đồng hành cùng với các cô và các bạn thí sinh trong dự án Ngày Hạnh Phúc của mình. Và cho con hỏi là khi mà mình đến đây thì cảm xúc của các cô cảm thấy như thế nào ạ? Rất là hạnh phúc luôn. Dạ. Bởi vì được sự quan tâm của bọn con, của tập thể mọi người và anh chị em, bọn cô không thể nào là nói hết được cái cảm xúc của bản thân mình. Được sự quan tâm của bọn con là bọn cô rất là gọi là cảm ơn vô cùng luôn. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Qua cái thời gian là đi làm cực nhọc, dạ, hôm nay được sự quan tâm của chương trình, cảm ơn chương trình. Con biết là các cô cũng đi làm lao động rất là vất vả trong suốt một thời gian dài. Chính vì vậy mà ngày hôm nay tụi con cũng mong muốn rằng sẽ mang đến cho các cô một ngày thật là hạnh phúc. Ngày hôm nay là mình có mặt tại The Nail Garden, là một cái tiệm mà mình có thể vừa gọi đầu dưỡng sinh, mình có thể vừa làm móng tay, móng chân, làm nail ạ. Con mong muốn rằng là các cô sẽ có một cái ngày thật sự là hạnh phúc dành cho chính bản thân của mình sau những ngày mà lao động vất vả, là ngày mà mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Dạ. Bọn cô rất là cảm ơn bọn con đã dành cho bọn cô những cái ngày hạnh phúc như thế này, là bọn cô thật là cảm động vô cùng luôn. Dạ, thật sự khi mà con thấy các cô hạnh phúc như vậy thì tụi con cũng cảm thấy là hạnh phúc theo. Còn các bạn thí sinh ở đây thì ngày hôm nay có thể là chúng ta sẽ gọi đầu cho các cô đúng không? Thì các bạn đã chuẩn bị gì chưa để mà mình có thể mình gọi cho cô có một cái mái tóc thật là suôn mượt chẳng hạn? Trước khi mà đến ngày hôm nay thì em đã xem qua các clip tham khảo trên TikTok là cách gọi đầu dưỡng sinh như thế nào và cách massage mặt như thế nào để giúp cho cái người mà mình gọi đầu hoặc là massage sẽ cảm thấy thoải mái. Nên là em cảm thấy là cần chuẩn bị những các bước đó để giúp các cô có một ngày thật là thoải mái ngày hôm nay. Ok, mình đã sẵn sàng để mà có thể chăm sóc cho các cô ngày hôm nay rồi đúng không? Tụi con sẽ không để cho các cô chờ đợi lâu thêm nữa, mình cùng đi tận hưởng những giây phút của ngày hạnh phúc này thôi. Dạ. Ở tại đó thì tụi mình đã tự tay gội đầu, chăm sóc móng tay móng chân cho các cô. Con ơi, mình ở nhà mình có dưỡng da không? Có da tiệt mồi, da mỏi á, xong rồi cái con cũng hay bóp bóp gì nè. Mình cảm nhận được cái sự hạnh phúc và cái sự thích thú của các cô khi mà được làm đẹp, được thoải mái, và đó cũng là một cái niềm hạnh phúc của Linh cũng như là các bạn. Ân thì mới được học gọi đầu cách đây khoảng nửa tiếng hay tiếng trước gì thôi để mà có thể gọi đầu cho các cô, và Ân cảm thấy rất là vui khi mà mình có thể góp một cái phần nào đó giúp cho các cô cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy thoải mái hơn sau những cái khoảng thời gian dài bôn ba tảo tần để làm việc. Tự tay gội đầu và làm móng cho tất cả các cô thì mình cảm thấy rất là thích thú. Mình luôn hỏi các cô rằng là các cô có đau không? Tại vì đây là những cái việc làm đầu tiên mà tụi mình làm. Mình muốn dành những điều mà trọn vẹn và hoàn hảo nhất cho các cô. Trong lúc gội đầu thì đã có một cái sự cố xảy ra. Chị ơi, mình đang có bị gặp vấn đề gì vậy chị? Không. Tự con chỉ nhầm chuyện nên chị lo thôi. Hay là lúc mà hồi nãy chị tới đây thì chị nhận được tin là con chị vào viện? Đang nằm viện truyền máu với lại đang kiểm tra chờ phẫu thuật. Lúc đó thì mình cũng hơi bất ngờ, khá là rối, không biết xử lý như thế nào. Bác sĩ kêu chờ kiểm tra để phẫu thuật cắt lách. Con chị bị lá lách hả chị? Bị tan máu bẩm sinh, nhưng mà bị suy tim nữa, thêm một phần bị gan to lách to, đang chờ phải cắt lách. Bây giờ là chị phải đi liền hả chị? Tự chị lo nên chị định vô bệnh viện thăm bé. Dạ, vậy thì em sẽ đặt xe cho chị qua bên thăm con. Sau đó thì nếu mà chị có muốn quay lại thì chị thông báo với em nha. Còn nếu không thì tụi em cũng rất là vui khi mà chị đã góp mặt ở đây ngày hôm nay. Thật ra thì khi chị nhận lời á, chị cũng rất vui. Tại vì trước giờ chị cũng chưa
chưa bao giờ đi làm đẹp, cũng chưa bao giờ gì hết á. Dạ, em hy vọng là con chị sẽ ổn. Dạ. Và chị sẽ mau khỏi bệnh. Ngày nào con chị nó cũng hỏi là khi nào con không nhập viện nữa, khi nào con không chuyển máu nữa. Chị cũng chẳng biết trả lời sao. Hồi xưa em cũng có ông ngoại em á. Ông ngoại em rất là thương em, nhưng mà khi mà ông ngoại mất em không có về được. Lúc đó em đi học, cho nên là em kiểu em ở đây em cảm giác một người chứng kiến người thân của mình mà bệnh hoặc là như thế nào đó thì sẽ rất là đau lòng. Sau khi mà nghe được cái hoàn cảnh đó thì mình đã khá xúc động, và lúc đó mình cảm thấy chị Hoa như một người nhà của mình. Mình cảm nhận được cái hơi ấm từ chị và cái sự chân thật của chị. Nhưng mà chị có được em thôi, coi như là chị em an ủi nhau nhé. Chị cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị đã tới đây ngày hôm nay. Và em hy vọng là khi mà mình phát sóng cái chương trình á thì cả sẽ có nhiều mạnh thường quân đến và sẽ giúp đỡ cái tình cảnh của con chị, và hy vọng là con chị sẽ sớm khỏe lại. Chị cũng hy vọng, nhưng mà như theo chị được biết á thì căn bệnh này hình như là không có cách chữa. Chị với chị truyền máu mà sống qua ngày thôi. Em nghe người ta nói một cái câu á là mình chỉ sống một lần thôi, nhưng nếu mà mình sống đúng thì một lần là đủ rồi. Cho nên là em hy vọng là mỗi ngày trôi qua thì chị đều có những ngày hạnh phúc với con chị nha chị. Chị cũng rất hạnh phúc mà. Cảm ơn chị. Chị cũng cảm ơn em. Mình hy vọng rằng sau cái chương trình này mình có thể huy động được nhiều mạnh thường quân để có thể hỗ trợ cho chị và con chị. Hy vọng em cũng được hạnh phúc. Dạ, yeah, em cảm ơn chị nhiều. Chị đi nhá. Dạ. Yeah. Yeah, em tiễn chị đi nha. Khi mà mình sấy tóc cho cô thì mình cảm thấy tóc cô rất là dài và rất là mượt. Và đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài gội đầu. Cảm thấy rất là vinh hạnh khi được sấy tóc cho các cô. Mình đã chuẩn bị một số cái quần áo, là những cái bộ đồ rất là mới và rất là xinh mà chính tay bà ngoại mình đã may để dành cho các cô. Mặt ngày hôm nay thì được sự quan tâm của chương trình, thế là đưa các cô đến đây thư giãn, được bốn quý sinh gội đầu cho cô đấy là rất là êm ái, rất là dễ chịu. Quá hạnh phúc luôn. Cảm ơn các bạn đã dành cho bọn cô một ngày tuyệt vời. Sau khi mà đã làm nail, gội đầu, rồi mặc những bộ đồ xinh đẹp cho các cô thì Linh cùng các bạn đã đưa các cô đến một nhà hàng để tận hưởng cái buổi tối tuyệt vời. Dạ, con chào các cô. Thì hiện tại sau một ngày mà mình gội đầu cũng như là làm móng tay móng chân thoải mái rồi thì chúng ta đang có mặt tại nhà hàng Em Cafe và Restaurant. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu vào buổi tiệc tối nay thì con cũng xin được hân hạnh giới thiệu chị Hạnh Vũ, là đại diện của nhãn NH23, cũng là nhà tài trợ vàng của chương trình của chúng ta. Tiếp đến đó chính là chị Thanh Hoa, là giám đốc điều hành của VR Group cũng như là nhà tài trợ kim cương Elastan cho Miss Grand Việt Nam 2023. Em xin mời chị ạ. Tôi là Thanh Hoa, đại diện cho VR Group cũng là nhà tài trợ cho nhãn hàng N23. Rất là vui được đồng hành cùng với dự án truyền cảm hứng ngày hạnh phúc. Thanh Hoa xin đại diện cho VR Group và đại diện cho hãng hàng N23 xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới cả các cô. Với chương trình của ngày hôm nay, các cô, các chị cũng đã có được một cái thời gian được trải nghiệm, được đón nhận những tấm lòng từ chính các thành viên của Miss Grand 2023. Và hơn thế nữa, các cô, các chị được cảm nhận về sự chăm sóc cho mái tóc và cho đôi bàn tay của mình. Buổi tối ngày hôm nay cũng là tấm lòng của ekip, của ban tổ chức muốn dành tới các cô và các chị. Và thay mặt cho V Group, xin kính chúc cho các cô, các chị sẽ trọn vẹn một ngày thật hạnh phúc của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng sẽ là lan tỏa và mở ra thêm những ngày hạnh phúc mới hơn nữa cho tất cả các cô và các chị. Vâng, em Hoa xin cảm ơn.
Cảm ơn chị Hoa, cũng như cảm ơn chị Hạnh. Và để đến với buổi tối ngày hôm nay thì xin mời các cô gái của chúng ta. Xin chào các cô. Xin chào các cô. Lời đầu tiên thì con xin muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô vì đã dành thời gian cho dự án Một Ngày Hạnh Phúc của tụi con ngày hôm nay. Và tụi con hy vọng rằng sau cái dự án này thì các cô sẽ cảm thấy là bản thân mình cũng sẽ được yêu thương và mình có thể được làm chính bản thân mình một ngày. Dạ, con xin cảm ơn các cô. Con muốn cảm ơn các cô khi mà đã cho con cùng các bạn có thể dành cái năng lượng của tuổi trẻ để tạo nên một ngày hạnh phúc cho các cô. Và con cũng mong rằng là các cô ngày hôm nay hãy tận hưởng không gian này, tận hưởng món ăn cũng như là tận hưởng tất cả mọi thứ để có thể thật sự vui từ trong tâm hồn. Và đó là những cái điều bọn con cũng rất là mong muốn ngày hôm nay có thể thực hiện. Ngày hôm nay là ngày mà tụi con cho đi nhưng mà con cảm thấy con được nhận rất nhiều bởi vì các cô cho con rất nhiều cái năng lượng tích cực. Và con xin chân thành biết ơn vì ngày hôm nay các cô đã dành thời gian cho tụi con. Con tin rằng là mỗi chúng ta khi biết yêu thương bản thân mình thì mình sẽ luôn luôn là một cái phiên bản hoàn hảo nhất. Con rất là vui khi mà thấy các cô đã mặc trên người những bộ quần áo mới do chính tay bà ngoại con đã may. Con hy vọng rằng nếu mà các cô sau này có làm gì, có đi đâu đi chăng nữa thì các cô hãy nhớ rằng các cô vẫn có 4 đứa con gái rất là xinh đẹp đang đứng ở đây và luôn luôn ủng hộ các cô. Có chị nữa. Cảm ơn ạ. Dạ, và bây giờ tụi con sẽ không để cho các cô đợi lâu nữa. Bây giờ tụi con xin mời các cô dùng bữa tối ngày hôm nay ạ. Và con xin phép được là ngồi gần các cô. Khi mà hôm nay được ngồi ăn cùng với các cô thì Ân hiểu hơn được về hoàn cảnh của các cô và những câu chuyện của mỗi cô. Mình cảm thấy vô cùng khâm phục và mình tự hào khi mà mình nhìn thấy được những cái tấm gương ở trước mặt mình như vậy. Không khí bữa ăn thật sự rất là ấm cúng. Mình cảm giác đây giống như một gia đình vậy. Lần đầu tiên trong đời cô được ăn ở nhà hàng này. Những cái món đấy cũng là lần đầu tiên thưởng thức. Cô ơi cô, cái món cô đang ăn là món súp bào ngư á cô. Thì trước giờ cô đã ăn súp bào ngư chưa cô? Bây giờ lần đầu tiên cô ăn. Dạ. Khi nghe các cô nói câu đó thì mình cảm thấy thương các cô hơn rất là nhiều. Và mình muốn dành một bữa tối trọn vẹn nhất để các cô có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Và sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của các cô. Các cô ơi, khi mà mình có bữa ăn tại đây thì không biết là các cô cảm thấy là đồ ăn có ngon không ạ? Có, hôm nay là các món ngon này thì tôi thấy ăn được, cái mâm nào cũng gần hết. Như thế là bọn con cũng rất là vui rồi. Và cũng nhân tiện đây là các cô đang mặc những bộ đồ rất là xinh, đầu tóc rất là gọn gàng. Thì con rất là mong là mình sẽ chơi một trò chơi cùng bọn con. Đó là bọn con sẽ cùng các cô cắt ruốc lên đây, xong thì mình có thể tạo dáng. Và chị Thiên Ân cùng hai nhà tài trợ sẽ là những người mà chấm xem là đội nào sẽ là đội mà đi đẹp nhất. Và khi tham gia thử thách này thì các cô sẽ có cơ hội nhận được rất là nhiều phần quà từ hai nhà tài trợ của chúng ta. Mọi người đã sẵn sàng tham gia cùng tụi con chưa ạ? Sẵn sàng. Ok. Thì đầu tiên thì con rồi, xin mời hai cô. Xin được mời hai cô. Dạ. Yeah. Các cô đã cười rất là tươi và có những cái bước đi rất là tự tin. Mình cảm thấy rằng các cô thật sự tỏa sáng dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đúng rồi. Rồi, cô cũng xài một vòng. Cô cũng xài một vòng. Rồi, con cảm ơn mọi người nhiều. Rồi, bao dáng, bao dáng. 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 Bao một dáng với con. Đúng rồi. Rồi, mình bao một dán nữa nha. Dạ đúng rồi. Rồi, rồi, rồi.
Ngồi lên con. Ngồi lên thôi. Đi sắp xếp thời trang thì cô thấy là cũng là rất là hồi hộp, phấn khởi. Lần đầu tiên cô đi á, lần đầu tiên là cô đi rồi cô rất bận rồi á. Rồi, cảm ơn hai cô. Có tin mời hai cô. Thì bảy kia. Cô. Đi bảy tạo dáng. Khi mà các cô, các bà cả một cuộc đời bước chân trên những khó khăn và vất vả, hôm đó thì Linh cảm thấy rất là vui khi mà đã để cho các cô bước trên niềm vui và sự hạnh phúc. Vừa rồi chúng ta đã vừa hoàn thành xong thử thách của mình. Vậy thì sau đây Quỳnh Thư xin mời ban giám khảo, hai nhà tài trợ và chị Thiên Ân có thể lên sân khấu và mình công bố kết quả ngay bây giờ được không ạ? Dạ. Ngày hôm nay thực sự là một ngày rất ý nghĩa, thực sự rất là hạnh phúc. Có lẽ là trong cuộc đời chúng ta sẽ chưa bao giờ làm được điều đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã ở đây để chia sẻ những cái giây phút với các em. Và với cái việc mà có thể nói rằng là đồng hành cùng với các em những bước đi rất là nhỏ ở đây thôi, nhưng các cô cũng đã rất là cố gắng thể hiện bản thân mình. Và vì vậy thì thay mặt cho ban giám khảo đặc biệt cũng xin chia sẻ với các thí sinh rất rất đặc biệt của ngày hôm nay. Đó là tất cả các cô đều hoàn thành được nhiệm vụ của mình và tất cả các cô đều là người chiến thắng. Vâng, xin chúc mừng. Ban giám khảo sẽ vô cùng vinh dự được trao tặng cho tất cả các cô, ai cũng sẽ có một phần quà thể hiện cho tấm lòng, cho sự biết ơn các cô đã dành một khoảng thời gian trọn vẹn một ngày để đón nhận niềm vui cùng với các thí sinh của Miss Grand 2023. Và bây giờ thì xin mời các thí sinh đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, xin mời các cô sẽ bước lên đây để cùng nhận quà của ban giám khảo. Vâng, xin mời các cô ạ. Mời cô ạ. Vâng, một sản phẩm của chính là cái sản phẩm ngày hôm nay các cô gọi đúng không ạ? Dạ, cô ơi, con gửi cho cô một phần quà. Thay mặt ban tổ chức của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 thì con cũng có một chút tấm lòng muốn gửi đến cho các cô là một số tiền. Mong là các cô luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc ạ. Cá nhân Thiên Ân thấy đây là một dự án rất là gần gũi, ý nghĩa, giúp đỡ cho các cô có thêm được một cái niềm vui, niềm hạnh phúc và qua đó có thêm động lực để các cô có thể quay trở lại với cuộc sống của chính mình, chăm sóc cho bản thân mình được tốt hơn và biết cách yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Con cảm ơn các cô. Dự án Một Ngày Hạnh Phúc là một dự án vô cùng ý nghĩa. Khi nhìn thấy những gương mặt rất là rạng rỡ và xinh xắn của các cô thì điều đó làm mình tan hết mệt mỏi. Trong tương lai, chắc chắn rằng Quỳnh Thư vẫn muốn thực hiện nhiều ngày hạnh phúc hơn nữa để lan tỏa những giá trị tích cực và cho đi những giá trị yêu thương đến với cộng đồng và xã hội. Ngày hôm sau, mình và chị Ngọc có đến thăm gia đình của chị Hoa để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của con chị. Dạ, em chào chị. Chị chào em. Dạ. Dạ chị. Chị đang xếp đồ hả? Chị định đi vô bệnh viện. À, cho em hỏi là tình hình của bé nhà mình sao rồi ạ? Hôm qua chị vô thì bé truyền 2 hay 3 bịch máu gì đó. Còn đang kiểm tra tim với lại đang chờ bác sĩ để kiểm tra lại khi nào cắt lách á. Hôm trước tụi em đã tổ chức một cái ngày hạnh phúc cho những cái cô mà chị không có thể tham gia được. Thì tụi em có gửi đến chị một cái phần quà của nhà tài trợ N223 và gửi đến cho chị một ít để mà có thể lo lắng cho con khi mà cái tình trạng của con mình thường xuyên phải vào viện như vậy rồi. Chị cảm ơn em, chị cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Và có một điều nữa là em hy vọng đối với chị không chỉ là một ngày hạnh phúc mà ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc. Chị ngày nào cũng hạnh phúc.
Sau khi hoàn thành xong dự án Ngày Hạnh Phúc, mình cảm thấy rất là vui vì bản thân của mình đã có thể tạo ra được những điều ý nghĩa dành cho các cô. Và hơn hết, mình vẫn muốn bản thân mình có thể làm ra được những dự án ý nghĩa khác để mang đến những điều tích cực cho tất cả mọi người. Cùng với sự quan tâm sâu sắc và tình cảm chân thành đối với những người phụ nữ tảo tần, buôn gánh bán bưng ngoài đường phố, các cô gái của nhóm 2 đã thành công thực hiện dự án, tạo ra một ngày thật sự ý nghĩa và hạnh phúc. Đón xem tập 3 của những câu chuyện truyền cảm hứng Miss Grand Việt Nam 2023 được phát sóng lúc 20:30 tối thứ Bảy ngày 18 tháng 8 năm 2023 trên Facebook, YouTube Miss Grand Việt Nam và Trang Vàng TV.